Chào các em đến với bài học hôm nay. Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1 cơ học. Ở cái bài tập này, ở cái bài này chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là ôn tập, phần thứ hai là vận dụng và phần thứ ba là bài tập. Chúng ta tìm hiểu phần thứ nhất, ôn tập. Phần ôn tập này chúng ta sẽ trả lời 16 câu hỏi nhé. Câu thứ nhất. Chuyển động cơ học là gì? Cho hai ví dụ. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác. À ví dụ thì chúng ta về nhà tự cho ví dụ khác ha. Câu số 2, nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác. Ở đây cô sẽ cho ví dụ là hành khách ngồi trên ô tô đang chạy thì hành khách chuyển động đối với hàng cây bên đường nhưng lại đứng yên so với ô tô. Câu số 3, Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động, công thức tính vận tốc và đơn vị của vận tốc. Thì độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động, công thức là V bằng S chia T và độ và đơn vị của vận tốc là mét trên giây hoặc là km trên giờ. Tiếp tục chúng ta sang câu thứ tư. À, chuyển động không đều là chuyển động mà độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian công thức tính vận tốc trung bình là v trung bình thì cũng bằng là quãng đường chia cho thời gian là bằng s chia t sang câu thứ năm à, câu thứ năm này thì lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc của chuyển động của vật rồi câu số 6 các yếu tố của lực ở đây lực có các yếu tố như sau, thứ nhất là điểm đặt, thứ hai là phương và chiều và thứ ba là cường độ của lực. Câu số 7. Định nghĩa hai lực cân bằng. Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng và ngược chiều nhau. Một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ đứng yên khi vật đứng yên và chuyển động thẳng đều khi vật đang chuyển động. Câu số 7. Lực ma sát xuất hiện khi nào? À, lực ma sát xuất hiện khi một vật trượt lăn hoặc nằm yên trên một vật khác. À, ví dụ thì ở đây chúng ta xem lại cái ví dụ hoặc là chúng ta tự cho ví dụ nha. Rồi câu số 9, nêu hai ví dụ chứng tỏ vật có quán tính. Thì ở đây chúng ta cũng tự cho ví dụ cho cô. Rồi câu số 10, tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào? Công thức tính áp suất rồi đơn vị của áp suất. À, tác dụng của áp lực thì nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố thứ nhất là độ lớn của lực tác dụng lên vật và diện tích bề mặt tiếp xúc của vật công thức thì chúng ta có b bằng f chia s đơn vị của áp suất là newton trên mét vuông hoặc chúng ta có thể à, viết công thức tính áp suất là pascal rồi một vật câu số 11 một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương chiều độ lớn như thế nào? Thì ở đây cái phương nó là phương thẳng đứng chiều từ dưới lên và có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Và lực này của thông báo thêm là người ta gọi là lực đẩy axi-mét. Rồi điều kiện để một vật chìm xuống nổi lên và lơ lửng trong chất lỏng. Rồi chúng ta xem ha, nếu như chìm xuống thì chúng ta có B lớn hơn FA nổi lên thì B nhỏ hơn FA và lơ lửng thì B bằng FA với B là trọng lượng của vật còn FA là lực đẩy cm. Câu số 13. Định nghĩa công cơ học. Vậy thì công cơ học xuất hiện khi nào? Thì công cơ học là chỉ dùng trong trường hợp là có lực tác dụng và làm cho vật chuyển dời. Viết biểu thức tính công cơ học và đơn vị và giải thích từng đại lượng ra. À, công thức thì ở đây chúng ta có a thì bằng F nhân với s rồi F là lực tác dụng lên vật s là quãng đường vật đi được theo phương của lực còn đơn vị của công á là sun rồi ký hiệu hoặc là kJ một J thì nó sẽ một kJ thì nó sẽ bằng một ngàn J rồi sang câu 15, phát biểu định luật về công ở đây chúng ta xem lại cái định luật về công trong sách giáo khoa cho cô nha. Rồi chúng ta sang câu 16. Công suất cho chúng ta biết điều gì? Em hiểu thế nào khi nói công suất của một chiếc quạt là 35W? Thì ở đây công suất của chúng ta cho chúng ta biết khả năng thực hiện công của một người hay một máy trong một đơn vị thời gian. Rồi công suất của một cái chiếc quạt là 35W Nghĩa là trong một giây quạt thực hiện được một công là 35 j Rồi đó là phần trả lời câu hỏi hay là ôn tập lại cái kiến thức của chúng ta từ bài 1 đến bài 16 Giờ chúng ta sang cái phần 2 đó là vận dụng Vận dụng ở đây thì chúng ta sẽ khoanh tròn chữ cái đứng trước câu mà em cho là đúng nhất rồi ở đây chúng ta có các câu hỏi như sau. Câu số 1, hai lực được gọi là cân bằng khi. Rồi chúng ta chọn phương án A, B, C hay là D. Ở đây thì chúng ta nên chọn đáp án D. Cùng đặt lên một vật cùng độ lớn, phương nằm trên một đường thẳng và ngược chiều nhau. Rồi, tương tự, chúng ta sang câu số 2. Ô tô chuyển động đột ngột dừng lại, hành khách trên xe bị A ngã về phía sau, B nghiêng người về trái, C nghiêng người về phải hay D xô người về phía trước? Thì ở đây chúng ta sẽ chọn phương án ngã về phía phía trước tức là đáp án D. Rồi chúng ta xem cô sẽ hướng dẫn và chúng ta làm lại bài tập này nha. Rồi câu số 3. Một đoàn mô tô đang chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc đi ngang một ô tô đang đậu bên đường. Ý kiến nhận xét nào sau đây là đúng? A, B, C hay D? Rồi ở đây chúng cô sẽ chọn đáp án B. Rồi chúng ta sang câu số 5. Để một vật nặng lên cao người ta dùng nhiều cách, liệu cách nào sau đây chúng ta được lợi về công? À, đối với đáp phương án này thì chúng ta học cái bài định luật về công rồi, cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án D. Cả ba cách trên đều không cho loại về công. Rồi, câu số 6. Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng khi nào vật có thế năng, vật có động năng. Tức là vừa có thế năng mà vừa có động năng một lúc đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án D cả vật đang đi lên và vật đang đi đi xuống. Rồi đó là phần khoanh tròn rồi giờ chúng ta sang cái phần thứ hai của phần vận dụng đó là trả lời câu hỏi. Câu thứ nhất, ngồi trong xe ô tô đang chạy ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều ngược lại, giải thích hiện tượng này. Thì ở đây chúng ta về chúng ta xem coi chúng ta xem sách giáo khoa trả lời những câu hỏi này cho cô ha. Ở đây cô có cái câu trả lời là thế này. Vì khi chọn ô tô làm móc thì cây sẽ chuyển động tương đối so với ô tô và người trên xe. Rồi câu số 2. Vì sao khi mở nắp chai bị vặn chặt người ta phải lót tay bằng vải hay cao su? Thì ở đây là tại vì là để tăng cái lực ma sát lên nắp chai. Lực ma sát này giúp ta vặn nắp chai dễ dàng hơn. Câu kế tiếp, câu số 3. Các hành khách đang ngồi trên xe ô tô bỗng thấy mình bị nghiêng sang trái hỏi lúc đó xe được lái sang phía nào? Thì ở đây lúc đó là xe đang được lái sang phía phải. Câu số 4. Tìm một ví dụ chứng tỏ tác dụng quá sức phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và diện tích bị ép thì đây cô lấy ví dụ là gì đây dùng dao sắc và ấn mạnh dao thì vật sẽ dễ bị cắt hơn tiếp tục khi một vật nổi lên chất lỏng thì lực đẩy aximet được tính như thế nào à, thì lúc này thì lực đẩy aximet được tính bằng trọng lượng của vật đó rồi chúng ta về xem kỹ thêm ha phần này chúng ta sẽ tìm lại bài hiểu về kỹ bài học thêm rồi trong các trường hợp dưới đây thì trường hợp nào có công Vậy thì chúng ta thấy là trường hợp A và trường hợp D có có công. Rồi, sau đây chúng ta làm một vài bài tập. Bài tập số 1. Một. một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100 m hết 25 giây, xuống hết dốc xe lăn tiếp 50 m trong 20 giây rồi mới dừng hẳn. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên mỗi đoạn đường và trên cả đoạn đường. Thì tương tự đầu tiên cô sẽ tóm tắt như phía dưới đây. Rồi sau đó cô vận dụng công thức tính vận tốc trung bình để giải. Thứ nhất là cô tính vận tốc trung bình của quãng đường AB. À, thứ hai là cô tính vận tốc trung bình trên quãng đường BC. À, sau đó là cuối cùng là cô vận dụng công thức tính trung bình trên cả hai đoạn đường AC. Rồi đây là bài giải nha. Rồi chúng ta sang bài số thứ hai. Một người có khối lượng 45 kg Diện tích tiếp xúc của mặt đất của mỗi bàn chân là 150cm vuông. Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi đứng cả hai chân và co một chân. Rồi tương tự thì cô cũng tóm tắt bài như thế này và chúng ta đổi về cùng đơn vị. À, sau đó chúng ta vận dụng công thức B bằng F chia S hoặc là B bằng B chia S cũng được nha. Rồi chúng ta áp dụng công thức tính, chúng ta tính ra từng câu A và B như thế này. Rồi, chúng ta sang bài số 3. Một lực sĩ nâng tạ nâng một quả nặng 125 kg lên cao 70 cm trong thời gian 0,3 giây. Trong trường hợp này, lực sĩ đã hoạt động với công suất là bao nhiêu? Rồi tương tự như cách làm một cái bài tập thì chúng ta cũng tóm tắt, đưa về cùng đơn vị. Rồi cái bài tập này thì đơn giản nha, chúng ta tính trọng lượng của quả tạ trước. Rồi sau đó chúng ta vận dụng công thức tính công và cuối cùng là chúng ta áp dụng công thức tính công suất để chúng ta giải được bài tập này rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi à, mong rằng các em là về nhà học cho cô bài học rồi à, làm lại các dạng bài tập để chúng ta củng cố kiến thức tốt hơn thân mến chào các em